Còn trước thực trạng là nhiều sinh viên tốt nghiệp không thể tìm được việc làm vì trong quá trình học tập ở những trường đại học cao đẳng không đáp ứng được yêu cầu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trước mắt phải hạn chế tối đa về thành lập và cho phép thành lập thêm những trường đại học cao đẳng. Cụ thể, trước mắt hạn chế tối đa việc thành lập cho phép thành lập thêm các trường đại học cao đẳng, trừ những trường đào tạo các ngành công nghệ phục vụ sản xuất và những ngành cần được ưu tiên. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2020, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng mạng lưới trường đại học cao đẳng trong cả nước để có đề xuất phù hợp với các giải pháp kiện toàn, củng cố và mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.